Để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, huyện Đắc Hà đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng về phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, đồng thời chú trọng tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Các hoạt động dạy bơi an toàn, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em nhận được sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh và sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh. Các bể bơi trong trường học hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học bơi của học sinh. Nhiều câu lạc bộ bơi lội trong nhà trường được thành lập và duy trì đã rèn luyện cho các em học sinh kỹ năng bơi lội từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra, các đơn vị trường tích cực lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong các nội dung giảng dạy, hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, sinh hoạt đoàn, đội, tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình, chính quyền địa phương trong quản lý, giám sát học sinh, bảo đảm an toàn phòng chống đuối nước.